Bây giờ là thời lượng dành cho tiểu mục điểm báo và kính thưa quý vị, có thể nói là khi mà tình hình của dịch COVID-19 của chúng ta đang có dấu hiệu lắng xuống, việc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đang được thực hiện một cách hiệu quả thì nhiệm vụ kép tức là chúng ta đảm bảo đời sống kinh tế, khôi phục hoạt động sản xuất và đời sống của người dân là đang được nhiều sự quan tâm của báo chí. Và đó là lý do vì sao mà hầu hết các tờ báo số ra sáng nay đều nổi bật những thông tin liên quan đến chỉ đạo của Thủ tướng, của Chính phủ, nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc khôi phục kinh tế và hoạt động sản xuất trên khắp cả nước. Báo Lao động thì có bài là Bù đắp nguồn thu, điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Báo Pháp luật Việt Nam thì lại có bài là Doanh nghiệp nào được vay ở Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tờ Tiền Phong sáng nay có bài bùng nhùng xuất khẩu gạo, Thủ tướng yêu cầu thanh tra đột xuất. Báo Thanh niên thì có bài là khẩu trang không cứu được dệt may. Trong khi đó, chủ đề đáng chú ý của báo tuổi trẻ số ra sáng nay đó là Trung Quốc gia tăng ngang ngược trên Biển Đông. Cũng là một trong những cái nội dung mà gần đây công luận của Việt Nam vô cùng quan tâm cùng với chủ đề về Covid-19. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số điểm báo nổi bật trong sáng ngày hôm nay cùng với cà phê ngày mới. Như chúng ta đều biết thì clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy, thành phố Hà Nông tỉnh Quảng Ninh thu giữ xe chở rau của một chị nông dân trong những ngày vừa qua đã gây bão dư luận. Sự việc có thể nói là nóng nhất tại Quảng Ninh trong những ngày vừa qua cũng như trên mạng xã hội, được báo Pháp luật Việt Nam trang 6, số ra sáng nay đề cập trong bài Góc nhìn pháp lý vụ cán bộ phường Lăng Mạ chị bán rau. Theo đó thì luật sư Phạm Hoài Nam, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng là trước hết với chị phó chủ tịch phường có những phát ngôn không đúng chuẩn mực có những quy chụp vội vã với người bán rau không phù hợp với vị trí của một lãnh đạo khi xử lý người vi phạm không chỉ sai luật sai đạo đức công vụ mà dư luận cũng không ai chấp nhận quy trình xử lý do bà hiền thực hiện cũng sai theo luật phải lập biên bản với vi phạm hành chính, yêu cầu người vi phạm phải chấp hành. Khi nào người vi phạm không chấp hành thì mới tiến đến cưỡng chế hành chính như là trấn áp hoặc là tạm giữ để xử lý. Tuy nhiên, dư luận cũng cần công tâm, không thể vì phẫn nộ mà bỏ qua dấu hiệu vi phạm của chị bán rau. Theo nhiều luật sư, người bán hàng rong không chỉ vi phạm quy định trật tự đô thị, mà còn vi phạm việc phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Đây là bài học cho các cán bộ cơ sở, lực lượng trật tự đô thị. Thi hành công vụ như vậy không chỉ cán bộ cũng sai bị xử lý, bị dư luận lên án mà nguy hiểm không kém là tạo tiền đề cho nạn nhân nhận luật. Đây là kết luận trong bài báo trên báo Pháp luật Việt Nam số ra sáng nay. Và thưa quý vị, tiếp tục chuyên mục điểm báo ngày hôm nay sẽ là những số báo nổi bật. À tiếp tục ghi lại những diễn biến của vụ án đường Nhuệ bị tố đánh người ngay trong trụ sở của công an phường Trần Lãm thành phố Thái Bình. Vụ án đã được khởi tố rồi tạm đình chỉ vì có dấu hiệu vi phạm quy định tố tụng, cần được các cơ quan điều tra cấp trên rút hồ sơ trực tiếp điều tra để đảm bảo tính khách quan. Trên trang số 11 tờ Tiền Phong số ra sáng nay cũng đã có bài phục hồi vụ đánh người tại trụ sở công an liên quan đến đường Nhuệ. công an cấp trên cần trực tiếp điều tra và liên quan đến vụ án này, trao đổi với phóng viên, luật sư Giác Hồng Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đối với tội cố ý gây thương tích, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm. Việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra là đúng với quy định trong vụ án này. Do tổn thương cơ thể của bị hại là 15% nên theo thẩm quyền, cơ quan điều tra công an thành phố Thái Bình được quyền tiến hành các hoạt động điều tra đối với vụ án mà cơ quan này đã khởi tố và tạm đình chỉ. Tuy nhiên thì cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình vẫn có quyền điều tra khi xét thấy cần trực tiếp điều tra. Đồng quan điểm, luật sư Trương Anh Tú, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng việc phục hồi điều tra là rất cần thiết. Tuy nhiên, Công an thành phố Thái Bình đang điều tra vụ án này là chưa hợp lý. Để đảm bảo khách quan hơn, Công an tỉnh Thái Bình hoặc cơ quan điều tra cấp cao hơn cần rút hồ sơ trực tiếp điều tra. Dư luận đang chờ sự việc không chỉ giải quyết đối với các đối tượng lưu manh, mà còn chờ kết luận có hay không hành vi bao che cho đường nhuệ. Liệu có sự khuất tức, bảo kê hay không, luật sư Trương Anh Tú nhấn mạnh. có thể nói là những sự việc liên quan đến đường nhuệ và những đối tượng có liên quan đang nhận được sự quan tâm không chỉ của dư luận tỉnh Thái Bình mà cả công luận cả nước và đó cũng là lý do vì sao mà sáng nay trên báo người lao động trang 12 có đề cập tiếp tục một cái góc độ sai phạm khác của đối tượng với bài báo là đường nhuệ và sự thật ở Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình. Cụ thể trên trang 12 của báo, ông Trần Văn Phú, phó tổng giám đốc công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng, có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng, cho biết đơn vị của ông nhiều lần bị liên minh mai táng mà đường nhuệ là kẻ cầm đầu chàng ép. Còn đại diện nhiều cơ sở mai táng ở Thái Bình, cho biết là việc đường nhuệ đứng ra cắt phế 500.000 đồng một ca hỏa táng là sai trái, nhưng họ vẫn phải đồng ý để yên ổn làm ăn. Trước đây thì công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long, chủ của đài hóa thân Hoàng Vũ Thanh Bình tỉnh Nam Định đã ủy quyền cho công ty Thành Phát lập văn phòng kinh doanh tại tỉnh Thái Bình, tiếp nhận các trường hợp đăng ký dịch vụ hỏa táng tại đài hóa thân Hoàng Vũ Thanh Bình của các cơ sở dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh. Sau này thì việc tiếp nhận các ca hỏa táng với đài hóa thân Hoàng Vũ Thanh Bình được chuyển giao qua công ty Dương Đường do Đường Nhụy làm chủ. Kể từ đó, ngoài mức phí 4,3 triệu đồng phải nộp cho đài hóa thân Hoàng Vũ Thanh Bình, 32 cơ sở dịch vụ mai táng tại Thái Bình phải nộp cho đường 500.000 đồng, được họ lấp liếm gọi là tiền báo ca. Với vụ việc này, một lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình xác nhận sau khi khởi tố bắt tạm giam đường nhuệ về tội cố ý gây thương tích, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã kết hợp với Công an một số địa phương mở rộng điều tra về các hoạt động làm luật đối với các công ty dịch vụ mai táng của đường nhuệ. Và thưa quý vị, những thông tin về đường duệ chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để gửi đến quý vị ở trong các số báo khác. À, còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ chuyển sang những bài báo nổi bật trong sáng nay. Và mặc dù thì Hà Nội đang trong thời kỳ giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nhưng mấy ngày đây, lưu lượng phương tiện giao thông vẫn tiếp tục lưu thông trên đường đã có chiều hướng gia tăng. Cùng với đó thì không ít trường hợp tranh thủ vi phạm luật giao thông. Báo Công an Dân dân trang số 3 cũng có bài vừa chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cửa ngõ thủ đô. Từ thời điểm cách ly đợt 1 cho đến nay, có hàng trăm vạn lượt lái xe, người dân đi qua các cửa ngõ ra vào thủ đô và qua 30 chốt kiểm soát, kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Hàng chục trường hợp lái xe có thân nhiệt cao bất thường đã bị phát giác, tổ chức cho kiểm tra sức khỏe và đảm bảo an toàn. Các chốt kiểm tra này có nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa lưu thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp pháp luật. Vận chuyển hàng hóa lậu, nhất là hàng hóa liên quan đến thiết bị bảo hộ y tế, phòng chống dịch. Thế nhưng, dù khó khăn, vất vả, nhưng các chiến sĩ cảnh sát giao thông không vì thế mà rời vị trí, lơ là cả trong phòng chống dịch lẫn đảm bảo an toàn giao thông. thưa quý vị trước đây khi mà chúng ta sử dụng các dịch vụ taxi hay là xe ôm công nghệ thì nhiều lần những người mà đến đón chúng ta là không phải là người đã xuất hiện thông tin của tài xế khi mà chúng ta tiến hành booking tiến hành đặt dịch vụ có người thì vẫn tiếp tục sử dụng do nhu cầu đi lại, nhưng cũng có người thì cảm thấy lo sợ trước cái điều này. Và vụ việc mượn tên của nam tài xế một hãng xe ôm công nghệ để chạy kiếm tiền, rồi xâm hại một người phụ nữ tâm thần một lần nữa để giấy lên cảnh báo về việc quản lý nghiêm các tài khoản xe ôm công nghệ. Báo Pháp luật Việt Nam số ra sáng nay trang chín có bài bất an với hành vi mượn tài khoản xe ôm công nghệ. Vừa qua thì trên mạng xã hội một đoạn clip quay lại cảnh một thanh niên mặc trang phục một hãng siêu ôm công nghệ, đó là hãng Bi, đang có hành vi xâm hại một người phụ nữ có dấu hiệu tâm thần khiến cộng đồng mạng hết sức bức xúc. Cùng thời điểm người quay lại clip đã mang bằng chứng này đến cơ quan công an để tố giác. Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, đối tượng có hành vi đồi bại đã ra đầu thú. Theo đó, nam thanh niên trên không phải là tài xế của hãng siêu ôm công nghệ mà là mượn tài khoản của bạn đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp mượn tài khoản tài xế xe ôm công nghệ để các hành vi vi phạm pháp luật trước đó nhiều phản ánh từ phía người dùng cho biết từng là nạn nhân của tài xế xe ôm công nghệ giả mạo việc này có thể gây ra thiệt hại cho cả tài xế có chủ tài khoản chính chủ ảnh hưởng thương hiệu hãng xe khiến người tiêu dùng trở thành nạn nhân của các hành vi phạm tội không chỉ thế nó còn khiến việc xử lý truy bắt tội phạm của các cơ quan chức năng thêm phần khó khăn Thưa quý vị và cùng với sự việc trên thì trên trang báo tuổi trẻ trang 20 số ra sáng nay đã có đăng bài tài xế xe công nghệ mượn tài khoản nguy hiểm rình rạch rình rập hành khách. Đại diện phòng cảnh sát đường bộ đường sát công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết nhiều trường hợp tài xế xe công nghệ đã vi phạm luật giao thông đã bị người dân ghi hình lại gửi về cơ quan công an hoặc bị camera ghi lại rất rõ ràng. Dù vậy, thì lực lượng gặp khó khăn trong công tác xác minh, xử lý vì các vấn đề tài xế xe công nghệ cho mượn tài khoản, cho mượn xe, chuyển nhượng xe không sang tên đổi chủ. Trước sự cố về tài xế mượn tài khoản b có hành vi đồi bại với phụ nữ vô gia cư vừa qua, ông Nguyễn Việt Linh, giám đốc truyền thông B Group đã cho biết đã lập tức khóa tài khoản của người cho đối tượng trên mượn tài khoản, đồng thời phối hợp với cơ quan công an làm rõ sự việc hãng này cũng quy định tổ chức tập huấn bắt buộc tài xế chạy đúng tài khoản đăng ký, đúng xe của mình, đón đúng khách và sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn nếu phát hiện vi phạm. Hơn nữa, tài xế sẽ bị đưa vào danh sách đen, kiểm soát nhằm tránh việc gian lận, tạo tài khoản mới. Các trường hợp có thể gây nguy hiểm cho xã hội, bị group chuyển ngay thông tin cho cơ quan điều tra, kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân, lẫn hành khách. Hành khách cũng được lưu ý lập tức hủy chuyến báo cáo cho ứng dụng gọi xe để có thể phát hiện xử lý những tài xế vi phạm thưa quý vị, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hàng dệt may hàng đầu thế giới và trong bối cảnh của dịch Covid-19 thì sản xuất khẩu trang đang được xem là giải pháp tạm thời để xoay chuyển tình thế cho các doanh nghiệp dệt may sau khi nhiều đối tác tại Mỹ, EU hủy hợp đồng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế mà thôi và nhiều doanh nghiệp nhỏ còn đang bị chôn vùi vì tồn động khẩu trang vải. Trang 6 của báo Thanh niên số ra sáng nay có bài khẩu trang không cứu được dệt may. Theo nhiều doanh nghiệp thì những đơn hàng may khẩu trang chỉ là giải pháp tình thế khi hàng may mặt đã bị chừng lại. Từ sau Tết đến nay, nhiều công ty nhận tạm đơn hàng khẩu trang xuất khẩu đi Đan Mạch. Hiện các đơn hàng trong kỳ từ Liên minh châu Âu-EU bị tạm hoãn do chính sách đóng cửa biên giới của các nước EU đã được nối lại. Khách hàng của các thị trường như là Nga, Pháp, Đức đều nối lại các đơn hàng đã ký trong năm, còn những đơn hàng mới thì hoàn toàn chưa có. Theo hiệp hội dệt may Việt Nam Vitas nhận định là hai thị trường lớn của ngành xuất khẩu dệt may của Việt Nam đó là Mỹ và Liên minh Châu Âu chiếm lần lượt là 50% và 12% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã rơi vào khủng hoảng dịch bệnh khiến nhu cầu mua sắm tại hai thị trường này đột ngột suy giảm mạnh. Điều đó dẫn đến việc các nguồn cầu dệt may Việt Nam, trong đó các nhà hàng lớn đều có động thái dừng cắt tất cả các đơn hàng, đóng cửa hệ thống bán hàng trong tháng 3 tháng 4 và dự kiến còn kéo dài đến tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất là các doanh nghiệp sau các thông báo dừng đặt hàng hoàn toàn không có hỗ trợ gì cho doanh nghiệp dù họ đã đổ tiền mua nguyên phụ liệu. Ảnh hưởng về tài chính đến tháng 6 đối với toàn ngành dệt may dự báo khoảng 12.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong điều kiện dịch bệnh và hạn hán xâm nhập mặn, giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh lương thực, tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo cho người dân. Tuy nhiên, thì Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng cho rằng, quá trình điều hành xuất khẩu gạo vừa qua đã có nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Đây là nguyên nhân chính đã khiến cho dư luận, báo chí, cộng đồng doanh nghiệp phản ánh gay gắt. Theo đó, Phó Thủ tướng, trách nhiệm chính là thuộc về Bộ Công Thương, Tài chính và các cơ quan liên quan. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là những số báo đuổi bật số ra sáng nay, quý vị có thể tìm đọc lại. Tiếp theo, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức khác rất đáng chú ý có trong chương trình sáng ngày hôm nay.